Hello các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh YouTube của Việt Nam Vlog của mình ha. Thì hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tháo được cái râu anten và đồng thời tháo luôn cái cụm này luôn các bạn. Cái cụm này là cái cụm đế của cái cần anten của cái đài radio FM trên xe dòng Flanger luôn các bạn. Tại Flanger luôn các bạn. Thì cái này là mình mới sơn phết lại các bạn. Chứ hôm bữa mình đi qua cái barre chắn của nó thấp, nó để thấp các bạn, nó cắn vô hư, nó gãy mất cái râu anten rồi, trên xe nguyên bản rồi các bạn, làm gãy mất tiêu luôn, hư rồi mình bỏ rồi. Đồng thời mình cũng hướng dẫn cho các bạn để các bạn biết tháo cái cụm này ra trong trường hợp mà các bạn muốn thay luôn cái cụm đế anten của đài FM trên xe Flanger nha các bạn. Thì đây là mình có chế rồi các bạn, mình làm lại một cái râu anten mới rồi các bạn. Lấy cọng kẽm mình quấn rồi các bạn. Mình lấy cọng kẽm mình quấn trên một cái thanh. Rồi sau đó rồi mình sơn phủ chrome các bạn. Mình sơn lên cho nó sáng bóng. Đó, rồi mình sẽ bắt vô thôi là thành cái râu anten nó bắt sóng được rồi các bạn. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tháo cái đế kia, tại vì hiện tại cái đế đó nó bị sụp xịch, mình cũng phải tháo ra các bạn ha, phải tháo cái đế này ra. Thì muốn tháo được cái đế này ra thì rất là khó các bạn. Muốn tháo đế này ra thì cái râu anten sẽ xả bạn vô đây là các bạn ha. Đó, còn tháo cái đế này ra thì bạn phải mở được cái cục đèn này ra các bạn, tức là bạn phải hạ được cái đốt cụm này xuống, cái cụm đèn này xuống ha, hạ được cái cụm đèn này xuống thì mình sẽ cậy cái cục đèn trần mình xuống thì nó có một cái khoảng trống, mình luồn tay lên trên, bên trên nó có một con ốc để mình vặn ngược chiều kim ngưỡng đồng hồ. Khi vặn con ốc ra thì lúc đó mình mới nhấc được cái cụm cần te bên ngoài ra ha. Ở đây thì ở trên nó có dính một cái đế của cái dây anten nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm cho bạn xem. Mình dùng cái tô bít dẹt nè, mình tháo nó xuống. Đây nó có cái ngàn nè. Rồi mình tháo ra các bạn, mình tháo cái chụp đèn trần ra các bạn nha. Thì nó nằm ở trên này này các bạn, đây này có con ốc nè, nhưng mà con ốc này của mình nó bị gãy các bạn, con ốc này của mình nó bị gãy, nên bây giờ hiện tại mình đẩy cái này là lên luôn các bạn, mình đẩy cái này là nó lên luôn, nó sụp xịch đi nè. Đó, bây giờ mình phải tháo cái đường dây này ra các bạn, cái đường dây của anten ra các bạn ha.
Thì đợt trước một số bạn hỏi mình sao mình tháo được cái đèn trần này ra, thì hôm sẵn hôm nay mình tháo luôn các bạn thấy đó. Đó. Hôm bữa thì một số bạn hỏi mình sao tháo được, tại vì hồi lúc đó mình chưa có làm, chưa có gọi là dính dáng tới chỗ này nên mình không hướng dẫn cho các bạn là xem được. Đó, giờ tháo xong rồi rất là dễ. Ha. Để đây cho bạn thấy làm sao thay đèn trần, cái cọng dây anten nó đây nè các bạn. Giờ mình sẽ tháo cọng dây nó ra, rút cái dắt nó ra bạn ha. Rồi thì mình sẽ tháo cái dây dắt cắm của cái dây anten ra nha các bạn. Thì dưới đây nó có hai cái, có ngàm bề bạn cái dùng cái hai cái tô vít dẹp như thế này nè các bạn. Mình ép nó vào, mình ép vào thì mình mới đẩy nó lên được. Thì sau khi mà mình ép vào mà, rồi á, thì mình đẩy lên rồi thì mình rút, mình kéo nó lên các bạn. Rồi, đây là cái cục anten này. Đó, nó chỉ có như thế này thôi. Thì khi mà mình bắt vào á, thì nó ở đây nó có cái đệm cao su nè các bạn. Mình càng siết chặt vào thì nó sẽ kín lại, nước mưa nó không có vào được các bạn ha. Đấy, cái này thì mình sơn phết lại rồi. Này làm tại Việt Nam nè. Làm tại Việt Nam này các bạn. Ha. Rồi. Đây là cái cần tem của mình tự chế các bạn ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ vặn này vô đây nè các bạn, nó như thế này nè. Vặn vào. Đó, rồi mình bắt lại là xong. Rồi ok, mình kết thúc clip nha. Anh em nào không biết cách tháo hướng dẫn, comment bên dưới mình hướng dẫn cách tháo.